Rồi hello anh em nha, hôm nay mình hướng dẫn anh em như kiểu xe Vision 2020 cho tới 2024 cho những cái dòng xe Valeo của Thái nha. Thì xe này khách hàng mang vào bị mất chìa nha anh em. Đó, xe mới mua mất chìa rồi. Thì lúc này chúng ta phải làm sao? Anh em sẽ dùng ngay cái máy Esican Pro để chúng ta đọc ra cái mã SMID luôn qua cổng Kalai. Rồi, thì đầu tiên ở đây anh em sẽ cấp nguồn cho thiết bị máy dùng bằng cái kẹp cá sấu này, âm và dương. Đấy, đây. Đó, anh em thấy không? Đó, âm và dương. Rồi chúng ta kết nguồn cho máy, cắm vô. Rồi lúc này đèn màu đỏ sáng. Vậy lúc này cái đầu này anh em sẽ cắm vào cổng Kalai luôn. Đấy, để chúng ta sẽ đọc qua cổng Kalai nha anh em. Đọc được cái mã SMID, nó sẽ trùng khớp với key 1 nha cả nhà. Rồi xong, đâu ở đó. Rồi lúc này anh em sử dụng điện thoại. Đúng không? Chúng ta truy cập vào cái app Esican. Truy cập vào app Esican. Rồi lúc này anh em sẽ vào Smoky và Astro. Vậy lúc này anh em sẽ làm gì? Đọc SMID để đăng ký FOB hàng đầu tiên. Rồi máy yêu cầu anh em là tắt khóa điện hoặc dừng cấp điện cho ECM. Rồi xe này hiện tại đang khóa đang off nha anh em. Rồi anh em làm ok, chúng ta tiếp tục. Rồi lúc này anh em sẽ làm theo cái gì? Làm theo các bước sau. Khi xe còn chìa thì anh em bật khóa điện. Khi mà xe mất chìa, chúng ta sử dụng 12V cấp vào ECM. Thì những dòng xe này đa số anh em phải mở mặt nạ ra để anh em cấp nguồn vào ECM. Nó rất mất thời gian và hầu như nó rất lâu nha. Thì lúc này mình sẽ hướng dẫn anh em cực kỳ nhanh, hầu như mình là người đầu tiên đấy. Rồi anh em nhìn thấy tiện thể anh em mở cái hộp cầu chì này ra. Rồi anh em nhìn thấy cái dây màu đen này không? Đó, dây màu đen. Dây màu đen này sẽ là dây 12V cấp cho relay chính nha anh em. Đó. Rồi ok chưa? Đấy. Và 12V qua relay để vào sạc. Rồi anh em chỉ cần lấy cho mình khúc dây nào cũng được, bất kỳ nha. Rồi chúng ta sẽ nhét vào cái lỗ dây đen. Nhét cho nó đúng thịt nha anh em. Đó, nhét vào đây. Rồi ok chưa? Nhét vào đây xong thì lúc này anh em chỉ cần lấy cái dây dương này, khi mà chúng ta nhét rồi. Rồi chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó, cắm vào đây. Đó, thì lúc này sẽ đọc ra cái mã SMID cho anh em. Đó, cực kỳ nhanh. Đâu đó trong vòng khoảng 5 đến 10 giây nha anh em. Đó, cực kỳ nhanh. Đấy, anh em nào quan tâm về máy Esican thì các bạn vui lòng liên hệ cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa cho anh em này, thoát này, đóng hết ứng dụng này. Rồi. Đó, mình lấy cái dây nguồn này ra này. Đó, đầu tiên các bạn kép nguồn nuôi thiết bị máy Esican, cắm luôn vào cổng Kalai. Rồi các bạn sẽ kết nối với Esican. Rồi các bạn sẽ vào cái gì? Vào Smoky và Esu. Rồi các bạn sẽ vào bước đầu tiên nha. Đấy, số 1. Rồi tắt khóa điện bởi vì xe này đang mất FOB mà. Tiếp tục. Rồi lúc này các bạn sẽ mất khóa mà, các bạn sẽ cấp cái nguồn 12V vào cực kỳ nhanh. Các bạn nhớ cho mình là cái dây màu đen. Đó, chỗ cái hộp cầu chì này các bạn nhét vào. Một sợi dây điện hay cái gì cũng được. Rồi ok. Rồi các bạn sẽ cấp nguồn cho nó. Rồi, nguồn trực tiếp này. Tắt. Rồi các bạn chờ giây lát nó sẽ đọc. Và đèn màu xanh sẽ nhấp nháy. Thấy không? Đâu đó khoảng vài giây thôi anh em. Rồi cảm ơn theo dõi video. Anh em nào quan tâm về sản phẩm thì anh em nào chốt nha, inbox cho mình nha, Esican V3. Còn anh em nào đang sử dụng V2, chúng ta có nhu cầu lên V3 để chúng ta đọc được cái mã SMID thì các bạn liên hệ cho Tuấn. Thank you anh em. 5 đến 10 giây.